Năm quái vật đáng sợ trong truyền thuyết Philippines. Ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn tồn tại các thế lực hắc ám xấu xa, ma quỷ đi phá hoại, hủy diệt cuộc sống loài người. Cùng điểm qua một vài con quái vật đáng sợ trong truyền thuyết Philippines. Aswang. Aswang có lẽ là loài quái vật phổ biến nhất của Philippines. Ban ngày chúng ẩn nấp trong hình dáng con người và sau đó biến thành các loài vật khác vào ban đêm. Chúng đột nhập vào nhà tang lễ để ăn cắp các xác chết, lẻn vào các ngôi nhà để cắn, hút máu người và biến nạn nhân thành đồng loại. Món ăn ưa thích nhất của Aswang là thai nhi, do đó trong một số câu chuyện truyền lại, trước cửa nhà của những người phụ nữ mang thai, thường có vài nhóm người bảo vệ cô khỏi các loài động vật đi qua, đề phòng trường hợp chúng là những con Aswang biến hình. Sikbin. Theo từng vùng miền, Sikbin có những hình dáng khác nhau, có thể giống một con dê hoặc một loài bò sát, và đôi khi chúng giống loài chupacabra, một loài động vật chuyên hút máu dê. Nhưng dù ở đâu đi nữa, thì đặc điểm để nhận dạng của Sikbin chính là khuôn mặt dữ tợn, chiếc đuôi dài giống như một cái roi, chân sau dài hơn chân trước và luôn bốc mùi hôi thối. Chúng thường đi lang thang xung quanh vào ban đêm để tìm kiếm, ăn thịt, đứa trẻ. Chúng dùng trái tim của các đứa trẻ đó để làm bùa hộ mệnh cho mình. Tiyanak. Có khá nhiều câu chuyện về Tiyanak. Tiyanak đôi khi là con lai giữa người và quỷ, cũng có thể là những đứa trẻ bị chết do bị bỏ rơi và chúng quay lại để trả thù. Tiyanak thường sống trong rừng, giả giọng một em bé khóc lóc từ sâu trong rừng và dụ dỗ người khác đi theo tiếng khóc đó. Khi họ đi vào giữa rừng và giang tay giúp đỡ, Tiyanak lộ nguyên hình là một con quái vật lớn với hàm răng sắc nhọn. Nó ăn thịt người đó và biến trở lại thành một em bé để chờ những nạn nhân tiếp theo. Caperosa. Caperosa là một cô gái trẻ bị cưỡng hiếp và giết hại bởi hai binh sĩ Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai biến thành. Nhiều người nói họ thường nhìn thấy Caperosa không có mặt hoặc một khuôn mặt đầy máu lang thang trong các tòa nhà trống, gần rừng và trên vách đá. Caperosa cũng là nguyên nhân của khá nhiều vụ tai nạn xe hơi bởi những người lái xe sẽ giật mình khi nhìn vào trong gương chiếu hậu của họ và thấy một phụ nữ trẻ ở ghế sau mặc một váy trắng với khuôn mặt đầy máu. Manamangan. Manamangan được gọi là một loài đặc biệt của Aswang. Chúng còn có tên khác là tích tích, theo âm thanh chúng tạo nên khi bay. Chúng mang hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp với cánh rơi lớn, cái miệng đáng sợ cùng với chiếc lưỡi dài như chiếc vòi. Phần nửa cơ thể của chúng bám gốc xuống đất, trong khi phần trên tách ra để bay đi tìm kiếm thức ăn. Manamangan đặc biệt thích máu người và trái tim của trẻ con. Cũng giống như ma cà rồng phương Tây, Manamangan ghét tỏi và muối, treo tỏi hoặc đặt một bát muối gần cửa sổ là cách tốt nhất để đuổi chúng đi. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.